chị làm gì ở đây vậy? Mẹ biết được là mẹ lấy dây nịt mẹ đánh chị chết mà em không muốn chị chết đâu. Trời đất ơi, giờ này mày chưa có ủi đồ, mày vào trong mày ủi đồ. Dạ. Ủi đồ liền cho tao, đồ mày cháy là tao móc mắt mày liền. Dạ. Ôi mẹ, sao mẹ ác quá vậy? Chị ấy làm cháy chút đâu, mẹ móc mắt chị thì chị lấy đất đâu, chị nhìn đường. Mẹ nghe con, mẹ ơi, chị Tấm chị ấy làm cháy quần áo mẹ con mình. Mẹ chỉ việc lột da chị mẹ đắp vào chỗ cháy. Trời sao mẹ ác quá vậy? Thường thôi. Mẹ, con mới phát hiện ra một âm mưu giấu kín của chị Tấm. Âm mưu gì? Mẹ nhìn con. Ê, nè, nhà mình đâu nổi nghèo đâu mà con phải đi múa cột kìa con. Trời, tướng con như con voi này, cột nào nó chịu nổi. Ý con là chị Tấm mà chị nuôi cá ở trong này, chờ cá lớn chị bán lấy tiền mua quần áo. Mẹ con mình phải chặn ngay âm mưu của chị ấy lại. Mẹ xuống giếng bắt cá cho con. Được, để mẹ bắt cá đó. Đi mà không, rủi nó nuôi con cá sấu nó cắn mẹ thì sao? Không phải cá sấu, mà là cá mập. Cá mập? Ê, cá mập tao cũng chết vậy mày. Mẹ ơi, ý con là cá bống nuôi lớn nó mập. À, để tao. Mẹ, dưới có cá thì có dai đâu mẹ. Chặt 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 thì làm sao mà cá nó lên? Để chứ phải làm sao? Để con chờ thì. Ừ, để nó đi, để mẹ canh con Tắm. Xong chưa con? Ngày xưa cám ca để bắt cá, giờ cá mới chọc điện. Đâu chọc cái chích điện vậy hả? Cây chích điện. Mẹ nói ra. Cá đâu? Cá đâu? Ô là nhờ, mẹ thò tay xuống xem có điện không? Ừ, đây. Tao thò xuống nổi điện giật tao sao? Ôi giời, coi như mẹ hy sinh cho khoa học đi. Người ta còn hiến xác cho y học cơ mà. Thôi tao không hiến kiểu đó đâu. Nè, mẹ, bây giờ tôi dẫn mày nè. Dạ. Mẹ giữ chặt nha, để con chích sâu xuống nha. Rồi, con chừng nó con. Dạ. Con mày làm cái gì vậy? Mẹ giữ chặt rồi con ngã con. Không, không giữ nổi, không giữ nổi. Mẹ buông con ra nha. Con giữ con hiến mình cho khoa học đi con. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Giạt nữa sao mẹ? Em ơi, trong hoàn cảnh này mình quy định đó là bài lòng chị đi em. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tao đây. Ô thì mẹ không cứu con à? Ô tao cứu mày cho tao chết à? Thà là mày chết đi, mỗi năm tao làm cơm tao cứu mày. Chị cứu em. Ôi, mẹ ác quá, mẹ để con ra, mẹ để con chết. Chỉ có chị Tấm là thương em thật lòng. Em cảm ơn chị Tấm. Ôi mẹ ơi. Gì vậy? Tại sao? Gì? Ôi không giật à? Không giật. Sao lại thế? Hồi nãy á, chị thấy cái ổ điện ở chổng có ai cắm cái dây á, chị sợ người ta ăn cắp điện, cái chị giật ra rồi. Ồ thì ra con bà, ra đây. Không có giật điện ra mẹ rồi. Mẹ con mình làm ác. Gặp hang. Trời ơi.